ông Sirisak Yorathai vừa tuyên bố từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan sau màn trình diễn đáng thất vọng ở King Cup 2019 với tư thế là chủ nhà, đặc biệt là từ trận thua 0-1 trước đội khách Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan đã phải nhận hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 ở trong giải đấu King Cup từ một bàn thắng muộn của Việt Nam ở trận ra quân và thua Ấn Độ tại trận tranh hạng 3. Đối diện với áp lực dư luận bủa vây nặng nề, huấn luyện viên Sirisak Yorathai đã phải nói lời chia tay với đội tuyển Thái Lan chỉ gần 3 tháng sau khi ông thay thế người đồng nghiệp là Milovan Rajevac ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Bóng đá Thái Lan lại rơi vào khủng hoảng vì thiếu người dẫn dắt chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra vào đầu tháng 9 năm 2019. Cần biết rằng là ông Sirisak Yorathai đã tiếp quản tuyển Thái Lan từ người tiền nhiệm là Milovan Rajevac sau khi Thái Lan bị tuyển Ấn Độ vùi dập với tỷ số 4-1 ở trong trận đấu vòng bảng Asian Cup 2019. Đó cũng chính là trận ra quân đầu tiên của họ ở giải này. Tuy nhiên thì Thái Lan vẫn giành vé vào chơi vòng 16 đội nhưng bị loại bởi Trung Quốc nhờ chiến thắng ngược 2-1. Một nguyên nhân khác là mặc dù ông Sirisak Yorathai đã khẳng định là một nhà cầm quân cần cù, nhưng ông chưa có được bằng cấp huấn luyện viên chuyên nghiệp do FIFA cấp. Đấy cũng chính là lý do khiến cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan muốn tìm các ứng cử viên khác để dẫn dắt đội tuyển quốc gia lâu dài. Thế nhưng giọt nước làm tràn chiếc ly kiên nhẫn của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đối với ông Sirisak chính là màn trình diễn yếu đuối ở King Cup vừa rồi, đặc biệt là trận thua đau trước Việt Nam vào phút cuối sau bàn thắng của Anh Đức. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã đăng lời chia tay chính thức với huấn luyện viên Sirisak Yorathai và khẳng định ông vẫn là một phần của bóng đá Thái Lan trong tương lai. Sirisak đã quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan, đồng thời với Chotawi Pomrat là trợ lý huấn luyện viên. Họ chấp nhận chịu trách nhiệm về thất bại của tuyển Thái Lan ở King Cup lần thứ 47 diễn ra tại tỉnh Buriram. Sirisak Yorathai và Chotawi Pomrat đã thỏa thuận chia tay với đội tuyển Thái Lan vào ngày 14 tháng 6. Thật ra tôi đã quyết định từ chức lúc còn ở Buriram. Khi công việc không đạt được mục tiêu thì cá nhân tôi muốn nhận trách nhiệm trong vai trò là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tôi muốn mở đường cho những người có tài năng khác giúp cho bóng đá Thái Lan phát triển hơn. Sau này tôi sẽ đi học để hoàn chỉnh bằng cấp cho mình. Hiện tại thì tôi không có bất cứ liên quan gì với đội tuyển quốc gia dù là vẫn làm việc ở Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Trong khi đó thì trợ lý Chotawi Pomrat đã chia sẻ: chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên trách nhiệm thuộc về ban huấn luyện. Bản thân tôi có một điều muốn nói khi chia tay là rất cần sự khuyến khích, động viên của người hâm mộ. Họ chính là một phần rất quan trọng đối với những người làm bóng đá. Chúng tôi luôn muốn là đội tuyển quốc gia Thái Lan phát triển và giới hâm mộ tiếp tục cổ vũ cho họ. Ở giải đấu King Cup 2019 vừa rồi diễn ra tại Buriram thì trận đấu mà huấn luyện viên Sirisak Yorathai và đội tuyển Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng nhất đó chính là trận đấu với Việt Nam. Nếu như giành được chiến thắng thì gần như chắc chắn nhà cầm quân này sẽ tiếp tục dẫn dắt voi chiến tại vòng loại World Cup 2022. Song với thành tích bết bát khi mà thua cả hai trận trong giải và không ghi được bàn thắng nào dù chỉ là một bàn danh dự, và trước áp lực quá lớn của dư luận thì huấn luyện viên Sirisak Yorathai đã buộc phải nói lời từ biệt. Thành tích của ông Sirisak Yorathai trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan là thắng 2, hòa 1 và thua 4. Sự kém cỏi của đội tuyển Thái Lan khiến cho chiếc ghế của huấn luyện viên Sirisak Yorathai đã bị lung lay tới tận gốc. Và theo truyền thông của nước này thì ông Sirisak Yorathai cùng với người trợ lý của mình đã phải giải trình trước Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan là ông Somyot Pumpamwang vào trưa ngày hôm nay 14 tháng 6. Bộ đôi phụ trách chuyên môn của Thái Lan đã phải giải thích lý do tại sao đội nhà thất bại bẽ bàng trước cả Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời không có một pha lập công danh dự nào trên sân nhà. Tương lai của huấn luyện viên Sirisak Yorathai và người trợ lý của ông cũng sẽ được định đoạt trong cuộc họp này. Về phần đội tuyển U23 Thái Lan thì cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Hiện tại chiếc ghế huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan cũng đang bỏ trống sau khi huấn luyện viên Alexander Gama đã chuyển sang dẫn dắt Muangthong United, đội bóng giàu thành tích của Thái Lan mà Văn Lâm đang khoác áo. Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã bổ nhiệm ông Khaled Romagosa vào vị trí giám đốc kỹ thuật. Ông Romagosa là cựu huấn luyện viên trẻ của đội Barcelona và cựu giám đốc kỹ thuật của Paris Saint-Germain.
Romagosa nổi tiếng với vai trò là huấn luyện viên đội trẻ của câu lạc bộ Barcelona từ năm 1997 với đóng góp lớn trong việc phát hiện và đào tạo lên những danh thủ đội bóng của xứ Catalan như là Gerard Fabregas. Trang tin thể thao Fox Sports cũng đã đưa tin ông Romagosa đã trao đổi rất nhiều với chủ tịch Somiot Pumpamoang và ông đã đưa ra những đề xuất để nâng tầm bóng đá Thái Lan nói chung và đội tuyển Thái Lan nói riêng trong bối cảnh bóng đá xứ Chùa Vàng đang để các đối thủ ở Đông Nam Á bắt kịp. Ở khía cạnh ngược lại thì báo Thái Lan lại ra sức chê đội nhà và hết lời ca ngợi tuyển Việt Nam, đối thủ chính của Thái Lan tại King Cup 2019 cũng như là các giải đấu tại Đông Nam Á. Sau màn trình diễn ấn tượng tại King Cup 2019 thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhận được khá nhiều lời khen từ truyền thông Thái Lan. Tại giải King Cup thì không chỉ xuất sắc hạ gục Thái Lan ngay trên sân khách, đội tuyển Việt Nam còn gây ấn tượng mạnh bằng các màn trình diễn quả cảm trước Curacao trong trận chung kết và chỉ chịu khuất phục ở loạt sút luân lưu may rủi. Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ được đánh giá là có trình độ vượt trội, tờ SMM Sport của Thái Lan đã không tiếc lời ca ngợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Lúc này thì không đội bóng nào trong khu vực tốt bằng tuyển Việt Nam. Điều này được khẳng định nhiều lần tại các giải gần đây. Ở trận chung kết King Cup, tuyển Việt Nam đã thể hiện bản sắc riêng với lối chơi đẹp và mang tính hệ thống. Họ cho thấy là họ có thể làm được những điều tuyệt vời. Trước Curacao rất mạnh thì các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu quyết tâm và gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Trước khi gặp Việt Nam thì tuyển Curacao đã không tốn quá nhiều sức để hạ gục Ấn Độ, đội bóng xuất sắc đánh bại Thái Lan tại hai lần đối đầu gần đây, bao gồm màn hủy diệt đối thủ tại Asian Cup 2019. Bởi vậy, tờ báo này không quên dành lời chỉ trích cho đội nhà. Nếu chúng ta là đội bóng đối đầu với Curacao trong trận chung kết thì mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu là chúng ta có thể làm tốt được như tuyển Việt Nam hay không? Không chỉ đội tuyển quốc gia, U23 Thái Lan cũng đang gây thất vọng. Tại giải giao hữu Melian Cup vừa qua thì thầy trò huấn luyện viên Alexandre Gama đã không thể lên ngôi vô địch sau thất bại 0-1 trước U23 Singapore, đối thủ bị đánh giá là yếu hơn ở trận chung kết. Trong bối cảnh đó, đội tuyển U19 được kỳ vọng là cứu cánh cuối cùng cho bộ mặt bóng đá Thái Lan với giải đấu trước mắt là U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Việt Nam. Là một giải đấu nhỏ nhưng U19 Đông Nam Á là hy vọng duy nhất của bóng đá Thái Lan lúc này trong việc lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Giải đấu tới diễn ra ở Việt Nam, họ là những người làm tốt hơn chúng ta, nhưng hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ chứng minh chúng ta chưa bị tụt ở trong cuộc đua với Việt Nam. Hiện tại người hâm mộ Việt Nam rất vui mừng bởi thành công trước Thái Lan. Nếu đội tuyển U19 làm tốt ở giải đấu tới đây, thì đó sẽ là lời khẳng định bóng đá Thái Lan vẫn chưa bỏ cuộc. Đó là lời khẳng định của tờ báo Thái Lan. Giải U19 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8. Thái Lan nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là chủ nhà U19 Việt Nam, Malaysia, Singapore, Campuchia và Australia. Tiếp đến thông tin của đội tuyển Việt Nam khi chúng ta đang mơ về kỳ tích vòng loại World Cup 2022. Kịch bản nào sẽ đưa chúng ta vào một bảng đấu dễ thở? Nếu như thi đấu đúng phong độ cùng một chút may mắn trong lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thì đội tuyển Việt Nam có thể mơ tới khả năng tiến sâu. Ngày 17 tháng 7, lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ chính thức diễn ra. 40 đội sẽ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội để thi đấu vòng tròn theo thể thức sân khách sân nhà. 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 3. Những đội này cũng chính thức giành vé đến vòng chung kết Asian Cup 2023. Sau khi loạt trận đấu quốc tế khép lại, thứ hạng của nhiều đội tuyển sẽ có sự xáo trộn, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Với 1.232 điểm và đang xếp hạng 96 thế giới, đây là thứ hạng cao nhất mà nền bóng đá giải đất hình chữ S đã đạt được kể từ năm 1998 đến nay, đồng thời giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn vị trí trong top 16 châu Á và thuộc nhóm hạt giống số 2. Trước mắt, Việt Nam chắc chắn không chung bảng với các đội mạnh cùng nhóm gồm có Iraq, Syria, Uzbekistan, Liban, Oman, Kyrgyzstan, Jordan. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ đụng độ một trong 8 đội thuộc nhóm hạt giống số 1 gồm có Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Qatar, UAE, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Australia. Về lý thuyết, nếu như bảng đấu lý tưởng nhất mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể hy vọng rơi vào tập hợp những đội bóng có thứ hạng FIFA thấp nhất ở mỗi nhóm gồm có Trung Quốc nhóm 1 và đang xếp hạng 73, Philippines ở nhóm 3 xếp hạng 127,
Malaysia ở nhóm 4 xếp hạng 159, Sri Lanka ở nhóm 5 xếp hạng 202. Ngoài ra, một số đối thủ như là Đài Loan, Trung Quốc ở nhóm 3, Hồng Kông, Trung Quốc, Maldives và Nepal cũng không phải là những đối trọng đáng ngại. Thậm chí nếu thi đấu đúng phong độ, nhà vô địch AFF Cup hoàn toàn có thể mơ tới vị trí nhất bảng để giành vé vào thẳng vòng loại cuối cùng. Theo chiều ngược lại, khả năng Việt Nam rơi vào bảng tử thần với các ông kẹ như là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia của nhóm 1 là không thấp. Tất nhiên, trường hợp mà không thể giành ngôi đầu thì chúng ta vẫn có thể nhắm đến một trong 4 vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất. Có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò đã sẵn sàng cho điều này. Suốt gần 2 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã chinh chiến nhiều giải đấu và không ít lần chơi sòng phẳng cùng các đội bóng mạnh. Thay vì cứ mong đợi vận may sẽ xuất hiện để có thể rơi vào bảng đấu dễ thở, thì nhà vô địch Đông Nam Á nên chú tâm thi đấu với phong độ và tâm lý tốt nhất.